Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 4 tháng 9 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, ít mưa, nắng nhiều vẫn là trạng thái thời tiết chủ đạo tại các tỉnh thành miền Bắc trong 24 giờ tới. Nhiệt độ cao nhất ngày mai dao động trong khoảng từ 33 đến 36 độ. Tuy nhiên, đến khoảng chiều tối mai, do hội tụ gió trên cao được thiết lập và hoạt động mạnh dần, khả năng sẽ gây mưa dông rải rác trước tiên cho các tỉnh vùng núi phía Bắc. Cục bộ có nơi xảy ra mưa dông mạnh, dễ kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Sau đó, vùng mưa sẽ lan rộng xuống tới khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ. Vào đến các tỉnh thành miền Trung, nắng nóng còn tập trung nhiều ở các tỉnh từ Thanh Hóa vào đến khu vực Phú Yên với mức nhiệt từ 34 cho tới 37 độ. Trong khi đó, ở khu vực từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận có nắng nhiều nhưng với mức nắng vừa phải nên nhiệt độ cũng ở ngưỡng không quá cao, ở khoảng từ 33 đến 35 độ. Về chiều tối, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên phổ biến ít mưa, chỉ xuất hiện mưa dông cục bộ vài nơi. Các tỉnh còn lại có khả năng xuất hiện mưa dông diện rải rác và cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Đến với phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có mưa dông tập trung nhiều về chiều tối và đêm. Trong đó, mưa dông mạnh dễ xảy ra chủ yếu ở khu vực Nam Tây Nguyên và miền Đông của Nam Bộ. Quý vị cũng cần lưu ý những cơn mưa dông bất chợt vào khoảng chiều tối, dễ kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Ban ngày, mưa giảm xuống cục bộ vài nơi. Vào ban trưa, có lúc trời có nắng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên phổ biến trong khoảng từ 30 đến 33 độ, ở khu vực Nam Bộ là từ 31 đến 34 độ. Thưa bà con, cà phê là một trong những cây công nghiệp trọng điểm ở vùng cao Tây Nguyên. Tuy nhiên, vào mùa mưa, cà phê cũng hay bị nấm bệnh gây hại. Đầu tiên phải kể đến bệnh rỉ sắt. Bệnh này thường gây hại trên lá. Khi lá bị bệnh sẽ vàng và rụng hàng loạt, sau đó thì cành khô, cây sinh trưởng kém, năng suất giảm. Bệnh rỉ sắt do nấm gây ra. Bệnh phát triển mạnh trong mùa mưa và những vườn có nhiều cây che bóng. Cách phòng trừ bệnh hiệu quả nhất là tỉa cành cho cây thông thoáng, vệ sinh sạch sẽ vườn cà phê, thu gom cành bệnh, rác trong vườn đem đi tiêu hủy để diệt mầm bệnh. Ngoài ra, cân đối bón phân đầy đủ cho cây để cây phát triển tốt, tăng khả năng kháng bệnh. Khi phát hiện bệnh phải tiến hành phun xịt thuốc ngay để trị bệnh. Khi phun thuốc nên phun ướt đều cả hai mặt lá, nếu bệnh nặng phun 2 lần, mỗi lần cách nhau trong khoảng từ 5 đến 7 ngày. Ngoài bệnh rỉ sắt, cà phê cũng dễ bị bệnh nấm hồng gây hại. Bệnh chủ yếu gây hại nơi phân cành giáp với thân, nơi bị bệnh có một lớp bột màu hồng nhạt, rất mịn, đó là các bào từ nấm bệnh. Vết bệnh lớn dần chạy dọc theo cành và sau đó lan dần hết cả cành. Khi vết bệnh đã cũ thì chuyển sang màu trắng xám. Lá trên các cành bị nhiễm bệnh bị úa vàng, tiếp đến lá và quả sẽ bị rụng. Nếu bị bệnh nặng, cành sẽ chết khô. Bệnh này thường xuất hiện trong các vườn rậm rạp, thời tiết nóng, độ ẩm cao. Cách phòng trừ như sau: dọn sạch cỏ dại trong vườn, tỉa cành tạo sự thông thoáng cho cây, bón cân đối phân NPK và tăng cường bón phân hữu cơ ủ hoai mục. Khi bệnh mới phát sinh nên dùng các nhóm thuốc đặc trị. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng gián đoạn, chiều tối, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, cao nhất từ 31 đến 34 độ, phía Đông Nam có nơi 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, vùng đồng bằng và trung du oi nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, cao nhất từ 32 cho tới là 36 độ. Đến với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, cao nhất trong khoảng từ 34 đến 37 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, cao nhất là từ 33 đến 36 độ. Khu vực vùng cao Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, cao nhất từ 31 đến 34 độ. Bản tin thời tiết nông vụ cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.